Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Các nhân viên thăm dò của CDC đã làm việc từ giữa tháng 9 nhằm tìm hiểu tình hình COVID-19 tại Minnesota. Họ đã đi từng nhà để thu thập dữ liệu từ người dân nhằm hoàn thiện các chương trình của tiểu bang. And this has some solution in it. Ống nghiệm này có dung dịch bên trong, ở dưới đáy ống. Tuy nhiên, các nhân viên gặp nhiều khó khăn hơn họ tưởng tượng. Theo Bộ Y tế Minnesota, vào ngày 15 tháng 9, tại thành phố Eisen ở Houston County, một nhóm nhân viên thăm dò đã bị nhiều xe hơi bao vây khi đang đi bộ đến một ngôi nhà. Những người bao vây không tin rằng họ thật sự là nhân viên y tế và đã quát mắng bằng những từ ngữ kỳ thị. And one had a holstered gun with his ba người đàn ông bước ra trong đó có một người cầm súng nhằm đe dọa nhóm nhân viên. Đó chưa phải là tất cả. Bộ Y tế Minnesota nói trong những lần khác, người dân đã la mắng các nhân viên, dọa dạ gọi cảnh sát hoặc dọa dạ sẽ đi theo và ghi hình. Ngoài ra, những nhóm thăm dò có nhân viên da màu còn gặp nhiều khó khăn hơn so với các nhóm có toàn bộ nhân viên là người da trắng. CDC sau cùng đã phải đình chỉ công việc này. Điều này thật đáng buồn chúng tôi đã luôn nghĩ rằng tiểu bang của chúng tôi là tốt nhất và người dân luôn tử tế bộ y tế minnesota nói nhân viên y tế công cộng trên toàn tiểu bang và cả hoa kỳ thường xuyên phải đối mặt với sự thù địch nhà chức trách hy vọng người dân chuyển sự thù hằn của họ lên virus thay vì những người đang tìm cách chống virus chúng tôi chưa thể hoàn thành các dự án và điều này rất đáng thất vọng Thêm SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9 đồng 99 trong một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.